Hello các bạn, ngày hôm nay rất vui được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị sẽ cùng tiến hành chữa một cái đề nho nhỏ cùng với các bạn. Từ giờ cho đến khi mà các bạn thi thì chị sẽ làm nhiều hơn những cái phần phát trực tiếp như thế này. Bởi vì chị nghĩ rằng là những cái phần phát trực tiếp như thế này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn và giúp cho các bạn sẽ rèn luyện được cái cách làm văn tốt hơn. Được không? Các bạn ơi, chị sẽ bắt đầu chữa đề cùng với các em nhé. Khi nào mà nhà chị chữa được cái máy in, tức là đổ mực mà nó nét hơn một chút thì chị sẽ cùng với các bạn thì chị sẽ cùng với các bạn có những cái đề mà in. Còn ngày hôm nay thì chắc là chị vẫn phải cùng với các bạn để chữa một cách nó hơi bị thô sơ như thế này thôi. Nhưng mà chị nghĩ là cũng không có vấn đề gì đâu. Vấn đề quan trọng là chúng ta đang ở đây với nhau. Được không? Ok không? Chị sẽ cùng làm với các bạn một cái đề bài và chúng ta sẽ chữa rất là nhanh cái đề bài này thôi. Được không? Rồi ok. Chúng ta sẽ có một cái đề số 01. À gặp lại chị sau 3 phút à? Vừa gặp nhau xong nhở. Trời ơi lại phải gặp nhau mệt mỏi quá. Chị sẽ cùng chữa với các bạn một cái đề như sau. Đó là, được không ạ? Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn. Nghịch cảnh không phải một tảng đá không phải một tảng đá cản lối bước chân bạn. Cản lối bước chân bạn. Đợi chị cho cao lên chút xíu. Cản lối bước chân bạn. Mà chính là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Nâng bạn bước cao hơn. Ok, xin chào các em. Được không nào? Đây sẽ là câu mà chúng ta sẽ cùng xử lý với nhau buổi tối ngày hôm nay. Rất là muốn gửi một cái câu hỏi tới các bạn của chị là không biết là trong cái quá trình mà các bạn làm bài tập thì các em có cảm thấy rằng là mình gặp rất là nhiều vấn đề trong quá trình làm những cái câu về nghị luận xã hội không? Bởi vì chị tin rằng là có rất là nhiều bạn. Đây không phải là thơ, thơ đâu mà thơ. Đây là gì đây? Đây là chị đang chữa một cái câu nghị luận xã hội mà chứ đâu phải là thơ đâu. Được không ạ? Chị đã bảo rồi, từ giờ cho đến khi mà nhà chị đổ mực máy in thì sẽ có đề xịn sò hơn. Còn bây giờ thì chắc là tạm thời chị sẽ viết thôi. Được không ạ? Chị sẽ chữa rất nhanh thôi. Rất tập trung và rất ngắn gọn để không mất thời gian của các bạn. Đó là điều quan trọng nhất mà chị mong là, chị nghĩ là các bạn cũng sẽ cần những cái đấy. Chứ các bạn không cần chị dài dòng nói lan man cái gì cả. Ok, chúng ta sẽ viết một cái đoạn văn 200 từ để nêu suy nghĩ về ý kiến của mình về cái nghịch cảnh ở trong cuộc sống. Được không ạ? Ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống. Vậy là đây là cái dạng đề chúng ta sẽ nói về một cái tư tưởng, một cái đạo lý ở trong cuộc sống. Nhưng mà cái đạo lý này nó ẩn khuất ở trong cái câu nói này. Nhưng mà ở trong cái đề bài thì người ta đã nói rõ cho các bạn là gì ạ? Nêu suy nghĩ về ý nghĩa của nghịch cảnh trong cuộc sống dựa vào cái việc là cái câu này rồi.
Ok chưa? Nhá, hiểu với chị không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái phần làm đấy luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu mở đoạn. Hãy nhớ rằng chúng ta phải viết một cái đoạn văn 200 từ. Được không nào? Chúng ta sẽ viết một cái đoạn văn 200 từ thôi. Được không ạ? Vậy thì nó sẽ vào khoảng là 2 phần 3, đúng không? Nó sẽ vào khoảng 2 phần 3 của cái tờ mặt giấy thi hoặc là một mặt giấy thi đấy. Đây cũng là một cái đề khá là hay, đúng không ạ? Đây là một cái câu nói rất là nổi tiếng của Franco Molinari. Chắc hẳn là các bạn cũng đã từng nghe cái câu nói này rồi. Chị viết văn xuôi mà như lục bát à? Chị xin lỗi nhá. Tại vì là chị không, lúc ý là tại vì cái máy quay nó không được chuẩn cho lắm, cái điện thoại không được chuẩn cho lắm, thế là tay chị hơi bị khó chịu ấy, nên là chị không không có thể viết đúng được. Chị rất là xin lỗi em về cái điều đấy. Ok chưa? Rồi nè. Ở cái phần mở đoạn chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy nhớ giúp chị điều này nhé. Mở đoạn thì phải mở đoạn trực tiếp, được không ạ? Tức là chúng ta sẽ phải giới thiệu cái câu này luôn. Vậy thì chị sẽ chọn cách mở đoạn như sau, như thế này. Mỗi chúng ta sống ở trên đời chắc chắn sẽ có những lúc phải đối diện với khó khăn, nghịch cảnh. Đó là những lần rơi nước mắt chán nản, là cái cúi đầu bất lực hay những nụ cười tự tin đối diện và vươn cao. Franco Molinari đã từng khẳng định rằng nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối bước chân bạn, mà chính là thềm đá nâng bước chân bạn cao hơn. Ok chưa ạ? Được không? Đó là một cái cách vào đề rất là hiệu quả. Chúng mình chỉ cần hai câu thôi. Chính xác là chúng ta chỉ cần dùng có hai câu thôi là các bạn đã có thể nhanh chóng vào cái đề này rồi. Ok chưa? Hiểu ý chị không nào? Chỉ cần hai câu thôi. Câu thứ nhất như sau. Chúng ta sống ở trên đời. Chúng ta sống ở trên đời. Sẽ có lúc phải đối diện với nghịch cảnh. Sẽ có lúc phải đối diện với nghịch cảnh. Sẽ có lúc phải đối diện với nghịch cảnh. Đó là những lần rơi nước mắt đó là những lần rơi nước mắt hay ngẩng cao đầu hay ngẩng cao đầu nở nụ cười tự tin. Viết về ý nghĩa của nghịch cảnh. Hoặc là về ý nghĩa của nghịch cảnh. Về ý nghĩa của nghịch cảnh. Franco Molinari từng khẳng định. Franco Molinari khẳng định. Được không ạ? Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản lối được không, mà chính là thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Các bạn có thể dùng cách này, ok chưa ạ nhá? Hoặc là nếu như mà các em cảm thấy quá dài thì các em có thể tách luôn phần này ra, tức là chúng ta chỉ lấy hai câu này thôi. Viết về ý nghĩa của nghịch cảnh, Franco Molinari từng khẳng định. Nghịch cảnh là cái gì đó, tức là các em có thể lấy từ phần này. Đây là cách lựa chọn số 1. Lựa chọn số 2 chỉ viết từ đây thôi thì chúng ta sẽ rất là ngắn. Được không? Thì chị đưa cho các bạn 1 đến 2 cái tip. Đưa cho các bạn 1 đến 2 cái cách để các bạn có thể sử dụng để viết được cái mở đoạn đấy cho nó phù hợp. Được không ạ? À?
nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần phân tích luôn. À, chúng ta sẽ bước vào cái phần giải thích luôn. Được chưa ạ? Thì giải thích ở đây cũng là một cái phần rất là quan trọng. Bởi vì là chúng ta biết rằng là có những cái câu nói ấy, nó sẽ mang cái tính chất là nó bị ẩn giấu ở trong một cái câu ngạn ngữ nào đấy, một cái câu nói nào đấy, nên buộc lòng là chúng ta sẽ phải giải thích, được không ạ? Thì bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ dựa vào những cái từ khóa để chúng ta giải thích. Ok chưa? Ví dụ như ở đây, tôi sẽ dựa vào những cái từ khóa như là nghịch cảnh, được không ạ? Tảng đá cản lối, được không? Ok chưa? Tảng đá nâng bạn bước cao hơn. Ok chưa ạ? Thì đó sẽ là những cái keyword để chúng ta sẽ cùng dựa vào đấy để chúng ta đưa ra những cái bóc tách của chúng mình, để chúng mình viết được cái phần phân tích và cái phần giải thích ngắn gọn và tốt hơn, được không ạ? Ví dụ như sau này, được chưa? Rồi, nghịch cảnh ở đây có thể hiểu là hoàn cảnh bất lợi, là những điều tồi tệ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, được không? Chúng ta giải thích như vậy. Câu nói này mang ý nghĩa là gì? À, câu nói này mang ý nghĩa nghịch cảnh không phải là những cái khó khăn mà chúng ta gặp, không phải là thử thách chúng ta gặp phải, mà đó sẽ là cơ hội để chúng ta hướng tới thành công. Giải thích như vậy thôi, hai câu. Được chưa nào? Hai câu nhá, xong, tiếp tục chấm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích này. Bởi vậy, mỗi lần đối diện với nghịch cảnh là một lần chúng ta đối diện với chính mình. Vượt lên nghịch cảnh là vượt lên cái tôi yếu đuối và hèn kém của chính bản thân mình. Ok chưa ạ? Phân tích xong, bây giờ chuyển sang phần giải thích xong này. Phân tích xong này, và bây giờ chuyển sang đưa dẫn chứng. Dẫn chứng ở đây chị sẽ lấy về một cái câu chuyện của một thầy giáo tên là Brett Cohen. Được không ạ? Dẫn chứng thì hãy lưu ý rằng là nó mang cái tính mới một chút, nó cập nhật một chút, nó gần gũi một chút. Brett Cohen, được không ạ? Đây là một thầy giáo mắc cái chứng bệnh được gọi tên là Tourette. Được không ạ? Ok chưa? Tourette. Đây là một cái chứng bệnh mà như thế nào ạ? Những gì? À, đây là cái chứng bệnh mà khiến cho người bệnh luôn luôn rơi vào cái tình trạng là co giật, mất kiểm soát. Được không? Và đó, đây chị sẽ lấy cái dẫn chứng cụ thể hơn là như thế này. Được không ạ? Cụ thể hơn là như thế này. Tôi vẫn luôn dành sự ngưỡng mộ và cảm phục đối với Brett, một bệnh nhân mắc hội chứng Tourette đã vượt lên tất cả để trở thành một thầy giáo đáng kính. Những tràng dài tiếng động vô nghĩa, những lần co giật mất kiểm soát của chứng bệnh bẩm sinh đã trở thành rào cản, ngăn cản Cohen hòa nhập với bạn bè, với cộng đồng từ thuở niên thiếu cho tới khi trưởng thành. Nhưng bị chối bỏ, người đàn ông này quyết tâm trở thành thầy giáo. Đó là ước mơ mà anh ấy chưa bao giờ có được. Cohen đã chiến thắng nghịch cảnh, quyết tâm làm chủ căn bệnh của mình. Ông đỗ đại học ngành sư phạm, tự tay viết lên một cuốn sách truyền cảm hứng mang tên Trên Bục Giảng, được hàng triệu bạn đọc yêu mến và bày tỏ sự cảm phục. Ở đây chị đã đưa ra một cái dẫn chứng duy nhất, được không nào? Chị đã đưa ra một cái dẫn chứng duy nhất nhưng mà chị đã phân tích rất là sâu vào nó. Ok chưa? Chị đã phân tích rất là sâu vào nó để chị bóc tách nó ra và chị thấy rằng đây là một cái dẫn chứng rất là phù hợp với cái đề bài mà chúng ta đang có nên chị đã lựa chọn. Ok chưa nào? Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu khái quát lại liên hệ bản thân và đưa ra cái gì nhỉ? Đưa ra cái giải pháp cho mình thôi. Đưa ra cái gì ạ? Một cái thông điệp cuối cùng được rút ra thôi. Ok chưa? Rồi, con người bộc lộ rõ ràng nhất tính cách của mình khi đứng trước khó khăn. Bởi vậy, nghịch cảnh không chỉ giúp cho ta hiểu mình mà còn giúp ta hiểu người. Được không ạ? Sau đó thì, à, ta sẽ không thể trưởng thành nếu không chiến thắng được nghịch cảnh, bởi chính những gian nan thử thách sẽ giúp cho chúng ta có thể thể hiện và khẳng định bản thân mình, khẳng định sự lạc quan và ý chí quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao. Là một thanh niên bước vào thời kỳ hội nhập, tôi hiểu rằng sẽ có rất nhiều những nghịch cảnh đang chờ đợi mình phía trước. Thế nhưng vào phút giây nào đó, nếu như tôi muốn chùn bước hay bạn muốn chùn bước, thì hãy nhớ rằng đừng để bản thân mình lạc lõng giữa mênh mông. Em biết không, tất cả những con đường em chọn, đường đi nào rồi cũng tới rạng đông. Được không ạ? Đây là một cái câu trong một cái tác phẩm của Trần Việt Anh. Được không nào? Đừng để lạc lõng giữa mênh mông. Em biết không, tất cả những con đường em chọn, đường đi nào rồi cũng tới rạng đông. Ok chưa nào? Thì đấy là cách mà các bạn có thể làm, được không ạ? Đấy là cách mà các bạn có thể sử dụng để các bạn có thể hoàn thành cái đề mà chị vừa cho các bạn ở đây.
Ok chưa nào? Để các bạn có thể hoàn thành cái đề mà chị vừa cho các bạn ở đây. Ôi chị không nghĩ là chị vừa mới có làm của chị có 15 phút rồi đấy. Trong vòng 15 phút mà chị đã chữa xong cho các bạn một cái đề rồi. Phải không ạ? Thế mà ngày hôm nay thì chị chỉ có chuẩn bị một cái đề ở đây thôi để làm cho các bạn thôi. Nên là chị cũng không biết là cái đề để chị vừa chữa cho các bạn thì các bạn có hiểu hay là không. Nhưng mà chị nghĩ là nó cũng rất là hiệu quả đấy. Nếu như mỗi ngày mà các bạn cứ được chữa đề với chị như thế này thì chị nghĩ là sẽ rất là hiệu quả đấy. Đúng không? Ít ra là các bạn có tích lũy thêm nhiều những cái kiến thức hơn cho mình này. Đúng không ạ? Các bạn cũng sẽ có được cái cách viết cho mình này và biết đâu các em sẽ được rèn giũa và sửa chữa về từ ngữ thì sao? Ok chưa? Nhá. Thì đấy là cái đề số 01 mà chị muốn chữa cho các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn cảm thấy rằng là cái đề 01 mà chị vừa chữa hay và bổ ích với các em thì đừng quên là hãy gọi thì đừng quên là hãy chia sẻ phần video clip này về trang cá nhân của mình, bởi vì đến một cái lúc nào đấy mình sẽ cần để mình quay lại mình học thì sao? Được không? Và nếu như mà có thể thì hãy gửi cho chị một cái comment gì đấy, một cái đề mà các em mong muốn được làm nhá. Thì chị sẽ cùng chữa với các bạn. Đấy các em thấy không? Nhà chị đấy. Tiếng chó sủa liên hồi. Khổ thế không biết. Mặc dù là cái ngõ này cũng rất là yên tĩnh nhưng mà chẳng hiểu sao con chó nhà bên hàng xóm lúc nào nó cũng sủa liên tục luôn. Chị cảm thấy tự thương mình ghê ấy. Được không nào? Ok. Tiếp đi ạ. Hôm nay chị chỉ định chữa có một đề thôi. Nên là chị chắc là chị sẽ chỉ phát như vậy thôi, 20 phút thôi, chớp nhoáng thôi, nhưng mà chị nghĩ là cũng rất là bổ ích đối với các bạn. Cứ ngắn gọn, xúc tích mà hiệu quả như thế còn hay hơn là chúng mình cứ dài dòng nhỉ. Rồi, cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem cái phần livestream này cùng với chị. Và nếu như mà cảm thấy hay ho thì hãy để lại cái đề mà các bạn muốn nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye.